Xin chào các bạn đến khóa học lập trình phong ngàn với lại lý cơ bản. Thì bữa nay là buổi 9 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thằng GX. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về GX là gì. Thì để tìm hiểu về cái thằng GX là gì thì các bạn có thể vô cái trang react.org. Rồi theo thì các bạn vô mục doc. Thì ở đây là có cái phần main của set này, thì các bạn vô cái mục Introducing GX này. Thì ở đây thì nó có lấy ví dụ cho các bạn một cái đoạn mã code như vậy. Thì đây là một cái cú pháp kiểu của thằng GX. Thì ở đây nó có giải thích GX là một cái cú pháp mở rộng của thằng JavaScript. Thì họ khuyên chúng ta sử dụng nó với này thì React để mô tả những cái gì mà nó sẽ sâu trên UI cho chúng ta. Thì đây là một cái ví dụ về một cái đoạn mã của thằng GX. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn init ra một cái đồ z, còn là demo first đồ z. Thì ở đây tôi có một cái file là index.js. Thì ở đây thì nó có các dòng mã code như vậy. Thì ở đây thì nó là một cái file kiểu của thằng GX đó. Thì cái thằng GX này thì các bạn cứ hiểu đơn giản, nó là một cái phần cú pháp mở rộng của thằng JavaScript. Thì nó được sử dụng với lại thằng React để mà mô tả những cái gì mà ở trên UI nó xử lý mà nó show ra cho chúng ta. Đó, thì đây là một cái ví dụ về cái cú pháp của thằng JSX. Đó, thì cái cú pháp của nó thì chúng ta có thể vừa viết được cái code HTML và vừa viết được cái code của thằng JavaScript. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái thằng JSX. Thì các bạn có thể vô lại cái trang react.js.org và các bạn đọc tiếp cái phần why.jsx này. Thì cái cách mà giải thích tại sao lại có cái sử dụng cái thằng jsx này ở đây thì nó hơi là khó hiểu. Thì các bạn thể do cái mục tutorial ở đây và các bạn đến cái mục what is react này. Đó, thì ở đây thì nó có giải thích. Ở đây thì nó giải thích cho ông ta React là gì này, và ở đây thì nó có cái giải thích cái phương thức render. Thì đây là cái phương thức render của một cái component của React. Thì cái phương thức render này thì nó sẽ trả về một cái mô tả những cái gì mà bạn muốn nhìn thấy ở trên cái màn hình. Thì React nó sẽ nhận mấy cái mô tả và sau đó nó sẽ hiển thị kết quả. Thì nói cách khác thì cái phương thức render này nó sẽ return về một cái React element. Thì đây là một cái return về một cái element của nó này. Thì cái phương thức return này thì nó sẽ trả về một cái mô tả mà nhẹ nhàng những gì mà sẽ được render. Thì hầu hết các nhà phát triển React thì bây giờ người ta sử dụng cái cú pháp đặc biệt gọi là JSX. Thì nó làm cho cái cấu trúc mà cái source code ấy, nó sẽ dễ dàng đọc và viết hơn. Thì cái cú pháp deep đây này, đây là cái cú pháp deep ở trong cái thẻ deep này. Thì nó sẽ được biên dịch ở nút build thành cái react.react.ea.element như vậy. Đó, thì đây là cái code nó sẽ được biên dịch ra cho chúng ta như vậy. Thì các phiên bản cũ thì ngày xưa khi mà phát triển React thì người ta sử dụng cái return react.react.ea.element này. Đó, còn như bây giờ thì React phiên bản mới thì người ta có cái thằng JSX, thì người ta hỗ trợ cái kiểu viết render ra như vậy. Và nó làm cho cái việc viết code và việc xử lý logic nó dễ dàng hơn so với cách cũ ở đây. Đó, thì cái thằng JSX nó là một cái cú pháp mở rộng và nó phần mở rộng của thằng JavaScript và nó sẽ đi thực hiện biên dịch. Sau khi được biên dịch thì nó sẽ biên dịch ra thành cái code như vậy. Đó, các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm về lý do là tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái thằng JSX ở đây. Đó, thì ở đây tôi có tóm tắt lại cái tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái thằng JSX như vậy. Rồi, tiếp theo tôi sẽ quay lại cái trang doc này. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cái phần khác mô tả thêm về cái thằng JSX này. Thì các bạn có thể vô đây và đọc thêm, tìm hiểu về thêm cái thằng cách sử dụng của thằng JSX này ở trong này. Đó. Thì hôm nay thì cái buổi hướng dẫn của tôi thì tôi chỉ giới thiệu về cái thằng JSX này thôi. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái cơ chế mà nó rendering các element ở trong cái thằng React.
Đó, thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo. Thì buổi tiếp theo là buổi 10 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái cơ chế rendering Inline ở đây. Đó, thì bây giờ tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.